Lại lên đỉnh núi luôn. Cái ông kia ông chạy sao sao? Để cho ông chạy trước đi. Đợi đợi đợi. Thả cái dốc đã quá. Ừ. Rồi dựng dưới nữa. Đồn. Sài Gòn phát đầu tiên sẽ có một trạm sạc điện trước khi xe được kéo lên một đoạn đường khác để tiếp tục với bình thường. Bạn sẽ có khoảng 30 giây trên cầu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên. At the first waterfall, there is a station to recharge your phone. Chưa đi. Không, trước ông đi đúng thư giãn. Nhớ ngay thỏa. Té luôn.